Thời đại vua Lê Thánh Tông là một thời đại thịnh trị. Ông là một vị vua thông minh sáng suốt, văn võ song toàn, thông hiểu nhiều môn học thuật. Triều đại ông cai trị thịnh vượng, hoàn thành những cải cách chính trị, kinh tế, văn hóa. Bộ luật Hồng Đức, chiến thắng Chiêm Thành là những thành tựu sáng chói và hiển hách trong lịch sử. Vua Lê Thánh Tông và Trừng Lạc Hoàng hậu có một chuyện tình tuyệt đẹp, giữa vị vua anh minh tài năng xuất chúng hàng đầu lịch sử Việt Nam và cũng là vua thơ nôm Trường Lạc Hoàng hậu là con gái Nguyễn Trãi. Hai cuộc đời gian nan thời thơ ấu và gặp nhau trong một tình huống lạ lùng. Thuở nhỏ mẹ con vua Lê Thánh Tông, bà Ngô Thị Ngọc Giao, bị Hoàng Phi Nguyễn Ngọc Anh ghen ghét vu hãm buộc tội, đòi cho voi giày, được Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ bênh vực che chở. Về sau Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ bị vu cáo là giết vua, bị chu di tam tộc. Người nhà Nguyễn Trãi, 49 người con trai bị chém, con gái thì bị sung vào làm nô tỳ. Nguyễn Thị Lộ, 52 tuổi, là quan lễ nghi học sĩ là thầy dạy của Thái tử Nguyên Long từ năm 7 tuổi. Khi đó bà đã dạy dỗ một cậu bé ngỗ nghịch mà các quan khác không ai dạy được. Thành vị vua anh minh sáng suốt, thế mà bà bị vu cáo rằng ngủ với học trò mình, mới 18 tuổi, nên bà bị chấn nước dìm cũi xuống sông. Người con gái của Nguyễn Trãi và Thư Thiếp, lúc đó mới lên ba, tên Nguyễn Thị Hằng, được một vị quan nuôi dưỡng, bị sung vào đội nữ nhạc, tư sắc tuyệt đẹp tuổi 17. 18 mà không biết nói. Khi vua Lê Thánh Tông lên làm vua, vì bị câm nên nàng chỉ được ngồi gõ phách. Khi tiệc yến hầu vừa bắt đầu, vị tân vương vừa bước lên ngự tọa. Người con gái bỗng cầm phách hát, hẹn nhau từ thở thiên đình. Lòng nào nỡ phụ tâm tình thế du, tiếng hát du dương, như khúc hát quân thiên, điệu hát trên đế đình. Vua lấy làm lạ hỏi, thì người con gái nói năng giống hệt người trong mộng. Vua liền thu nạp vào hậu cung, sách lập làm trường là hoàng hậu. Một chuyện tình tuyệt đẹp, đáng viết thành chuyện phim, thành kịch bản sân khấu, thành tiểu thuyết. Và danh dự của Nguyễn Thị Lộ và Nguyễn Trãi đã được Vua Lê Thánh Tông thanh minh, rửa sạch từ khi đó. Theo danh sách những người vợ của Vua Lê Thánh Tông mà cuốn Đại Việt Thông sử ghi chép thì tất cả đều là con gái các quan tướng trong triều. duy nhất có một người xuất thân bình dân và bà trở thành vợ vua cũng rất tình cờ. Và những năm đầu Vua Lê Thánh Tông trị vì. Chiêm Thành thường cho quân theo đường bộ hoặc đi thuyền vượt biển tới cướp phá, quấy nhiễu châu hóa, để kết tình láng giềng giao hảo, giữ cho biên cương phía nam được yên ổn. Lê Thánh Tông đã cho sứ thần sang thông hiếu nhưng vua Chiêm Thành không chấp thuận, ngược lại còn làm nhục sứ thần, tiếp tục cho quân xâm lấn đất đai. Ngày 6 tháng 11 năm canh dần, niên hiệu Hồng Đức năm thứ nhất năm 1470 Lê Thánh Tông xuống chiếu thân hành đi đánh Chiêm Thành. Sau khi ban chiếu thủy quân gồm 10 vạn lính do tướng Đinh Liệt và Lê Niệm chỉ huy xuất quân đi trước, vua thân hành dẫn đại quân tiến tiếp sau. Tháng riêng năm Tân Mão năm 1471 đại quân đánh vào đất Chiêm, tướng Bồng Nga Sa là viên quan giữ cửa quan cụ đê nước Chiêm bị bắt sống. Bắt đầu tháng 2, sau khi đánh bại toán quân của em trai vua Chiêm, Lê Thánh Tông đã cho một cánh quân với hơn 500 chiếc thuyền. Ba vạn tinh binh vượt biển, bí mật tiến vào cửa biển Sa Kỳ để ngăn chặn lối về của quân đối phương. Tiếp đó vua tự mình dẫn hơn 1.000 chiếc thuyền, hơn 70 vạn quân dựng cờ thiên tử, đánh chống hò reo mà tiến. Trên bộ, các cánh quân khác cũng đồng loạt công kích nhiều đồn trại, thành lũy bị hạ như thành thi nại, còn kinh đô trà bàn bị vây chặt mấy vòng. Ngày mồng 1 tháng 3 hạ được thành trà bàn, bắt sống vua chiêm là trà toàn cùng hơn 3 vạn người. Lê Thánh Tông ra lệnh tất cả kho tàng, của cải trong thành đều phải niêm phong giữ kín, không được đốt cháy. Phần đất phía bắc nước Chiêm là hai châu Thái Chiêm và Cổ Lũy. Xưa vốn thuộc nước Việt được lấy lại đặt làm thừa tuyên Quảng Nam và vệ thăng hoa. Chuyện kể rằng sau chiến thắng này, dân gian vùng Hóa Châu truyền cho nhau nghe câu ca. Hóa Châu thắng được Chiêm Thành, không bằng thắng được mắt xanh cô nàng. Người con gái xinh đẹp đất Hóa Châu đã khiến vị hoàng đế kiệt xuất trong lịch sử phong kiến Việt Nam say đắm đó mang họ Nguyễn không rõ tên. Quê ở xã Hòa Thước, huyện Kim Trà, phủ Triệu Phong nay thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chuyện kể rằng khi Lê Thánh Tông chỉ huy đại quân phạt chiêm, đến đất thuận hóa, ông truyền cho dừng lại đóng quân ở xã Hòa Thước để nghỉ ngơi, thao diễn quân sự trước khi bắt đầu cuộc chiến. Một hôm đứng trên vọng lâu quân doanh, ông thấy có một cô gái gánh nước đi qua. Tuy mặc bộ quần áo nâu lam lũ nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt xinh đẹp, thân hình kiểu diễm đầy vẻ hấp dẫn ở độ tuổi trăng tròn lộng lẫy. Bỗng cảm thấy tâm hồn sao động, Lê Thánh Tông cho truyền gọi cô gái vào hỏi chuyện trước hoàng đế uy nghi và các văn thần tướng võ đông đảo cơ quan rực rỡ gươm giáo sáng loà nhưng cô gái trẻ không hề e sợ mà vẫn giữ phong thái tự tin ứng đáp linh hoạt thông minh thậm chí cô còn ra một câu đối khiến tả hữu quanh vua trong đó có người từng đỗ khoa bảng cao không ai đối lại được gái hòa thước gồng nước pha trà tranh tưởng chán nghe xong lê thánh tông rất thích thú ông không ngờ rằng cô gái trẻ ở chốn quê mùa đó lại có tài văn thơ giỏi đến vậy vì thế càng say mê hơn vua quyết định đón nàng theo đoàn quân rồi sau chiến thắng thì ca khúc khải hoàn đưa về thăng long làm phi tần dần dần cô gái ấy được phong đến bậc quý phi một bậc phi tôn quý ở hàng cao cấp trong hậu cung chỉ sách sau hoàng hậu mà thôi dân gian đời sau có câu ca nói về chuyện này như sau hỡi cô gánh nước bên đảng làm sao cô để mơ màng quân vương sách đại việt thông sử cũng có đoạn cho biết về duyên kỳ ngộ giữa hai người như sau bà là người xã hòa thước huyện kim trà khi vua thánh tông đi đánh chiêm thành dừng lại ở xã này thấy bà gánh nước qua có nhan sắc vua đem lòng yêu bèn cho bà cung được nhà vua quý mến lần lần phong đến bậc phi về sau sinh ra triệu vương cô gái đó trở thành vợ vua nhập cung không phải do ai đó có quyền thế nâng đỡ cũng không phải qua kỳ tuyển chọn mỹ nữ mà qua sự tình cờ như duyên trời định trước đó chính là điểm đặc biệt duy nhất khiến bà trở thành người đặc biệt nhất trong số những bà vợ của vua lê thánh tông người được ví như mặt trời soi tỏ giữa tầng không, sự nghiệp minh quân tiếng lẫy lửng. Một câu chuyện tình khác của vua Lê Thánh Tông với một vị ni cô cũng được lưu truyền trong dân gian như sau. Chùa Ngọc Hồ ở Kinh Đô dựng từ thời Lý, thường có tiên nữ hiện ra nên còn có tên là Tiên Phúc. Một lần vua Lê Thánh Tông sau khi tới Văn Miếu đã ghé thăm chùa này vãng cảnh. Vừa dừng chân, vua đã nghe thấy tiếng ni cô tụng kinh vang vọng. Giọng ni cô trong trẻo, du dương khiến nhà vua dù chưa thấy mặt mà đã bồi hồi sao xuyến. Vua liền sai mang nghiên bút để lên vách chùa hai câu thơ, tới nơi thấy cảnh thấy người. Tuy vui đạo Phật chưa nguôi lòng trần. Lê Thánh Tông là người đã lập ra hội tao đàn do chính nhà vua là chủ sái. Bên dưới là các bể tôi giỏi thơ văn, hay chữ. Ngày thường, lúc rảnh rỗi nhà vua và các quần thần vẫn thường ngâm thơ sướng hỏa với nhau. Do vậy, Thánh Tông vừa viết hai câu thơ lên vách một lát thì thân nhân trung đã dâng lên một bài thơ lấy ý hai câu vua vừa viết làm chủ đề. Bài thơ viết Ngẫm sự trần duyên Khéo nực cười Sắc không tuy bột Hãy lòng người Chai kinh một tiếng Tan niềm tục Hồn bướm canh ba Lần sự đời Bề ải ngàn trùng Mong tát cạn Nguồn ân muôn trượng Dễ khơi vơi Nào nào cực lạc là đâu tá Cực lạc là đê rõ chín mười Vua bèn trao bài thơ cho vị Nico xem Và có ý bảo họa lại Xem qua một lát Vị nữ tu cất giọng thanh thoát, muôn tâu bệ hạ, kẻ tu hành thấy hai câu thực câu ba và bốn chưa chỉnh, mạn phép sửa lại, gió thông đưa kệ tan niềm tục, hồn bước mơ tiên lần sự đời. Vua nghe xong ngạc nhiên quá, không ngờ vị nữ tu sĩ này đã sắc nước hương trời mà thơ phú, kiến thức cũng uyên bác như vậy. Vua nảy lòng yêu thương mới phán bảo, ái khanh sửa như thế hay lắm. Ta thực không ngờ. Tiện đây ái khanh hãy sửa soạn cùng ta hồi cung để sớm tối cùng nhau đàm luận thơ phú vị nữ tu hốt hoảng muôn tâu bệ hạ bần tăng đã cắt tóc đi tu vua bèn làm mặt giận ái khanh chớ không tuân thủ không dám khi quân kháng lệnh vị ni cô đành lên kiệu theo vua về cung nhưng đến cửa đại hưng thì nàng biến mất theo cuốn những thiên tình sử nước việt nhà vua cho đây là tiên nữ dáng trần nên cho làm một cái lầu cao gọi là lầu vọng tiên ở ngay chỗ phát hiện nàng biến mất để tưởng nhớ